Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 đang đến gần. Đây là kỳ thi quan trọng đánh dấu bước ngoặt 12 năm học tập của mỗi học sinh. Thời điểm này, các trường trung học phổ thông trong toàn tỉnh bước vào thời gian ôn tập tăng tốc nhằm trang bị cho các em học sinh lớp 12 những kiến thức cần thiết, có tâm lý ổn định, vững tin, sẵn sàng bước vào kỳ thi. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh, kỳ thi trung học phổ thông năm nay trên địa bàn tỉnh có một hội đồng thi và 19 điểm thi chính thức, 9 điểm thi dự phòng. Trong đó, 19 điểm thi chính thức sẽ được bố trí đều trên các huyện, thị xã, thành phố nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em đến địa điểm thi. Trong năm học này thì cái tổng số thí sinh đăng ký dự thi là có 10.526 thí sinh. Trong đó thì thí sinh đang học là 10.114 thí sinh. Cái giáo dục mà trung học phổ thông thì có 9.319 thí sinh. Giáo dục thường xuyên thì có 795. Cái thí sinh tự do đó thì có là 412 thí sinh. Tổng cộng cái cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia coi thi, chấm thi là có 1.892 người. Thì trong đó là coi thi là có trên 1.600. Và cái lực lượng dự phòng là có là 129 cán bộ. Như vậy thì công tác mà chấm thi là có là 210 người. Thời gian không còn nhiều để có được kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới. Các em học sinh cần lưu ý phải có kế hoạch ôn tập khoa học, tập trung vào những kiến thức trọng tâm, luyện tập, giải đề thi thử để làm quen với cấu trúc đề thi, thời gian làm bài và rèn luyện kỹ năng làm bài, giải quyết những phần kiến thức còn lúng túng nhờ giáo viên hoặc bạn bè hỗ trợ nếu cần thiết. Đối với học sinh thì các em lưu ý cho một cái điều là phải chia cái khoảng cách thời gian ra từ đây cho đến ngày thi học. Và mình phải có một cái kế hoạch hẳn hoi cho từng cái môn học của mình mong muốn để mình vào cái ngành nào đó, để mình có một cái khoảng thời gian có kế hoạch học từ đây cho đến ngày thi. Cho nên là từng môn các em phải chia ra, nhất là các cái bộ môn mà mình nắm chắc rồi đó thì mình phải có cái thời gian ôn tập cho nó thích hợp. Còn những cái môn mà chưa chắc, chưa có tập hợp để các em học, để tập hợp về mặt kiến thức đó, thì các em hãy học từ bạn bè, và cái nào mà chưa rõ chúng ta có thể hiểu, có thể hỏi là thầy quý thầy cô giáo trong cái thời gian mà các em đang học, và sắp xếp cái thời gian cho nó hợp lý từ cái thời gian học cho đến cái thời gian nghỉ ngơi đó. Và cũng không nên là thức khuya, một cái dậy sớm có thể được nhưng mà thức khuya thì nên tránh, và học những cái phần nào mà những căn cơ của cái phần mà quý thầy cô mà đã chọn, đã ôn tập cho các em phải nắm cho chắc về mặt kiến thức. Cho nên khi vào phòng thi chúng ta giải quyết câu hỏi dễ trước, rồi sau đó chúng ta mới tính đến những câu hỏi khó. Còn nếu như các em vào thi mà các em lay hoay giải câu hỏi khó trước thì nó không ổn. Ngoài ra, thí sinh cũng cần giữ tinh thần thoải mái, tránh lo lắng căng thẳng để có thể tập trung tốt nhất cho việc ôn tập và thi cử. Cha mẹ phụ huynh học sinh thì cũng nên là nhắc nhở con cái của mình trong cái thời gian này là cũng nên hết sức cẩn thận trong cái việc đi ra ngoài đường, trong cái việc mà ăn uống, trong cái việc mà giữ gìn sức khỏe, thì bố mẹ cũng nên chú ý nhắc nhở con cái của mình trong cái thời gian mà từ đây cho đến ngày thi, và có một cái thời gian thật sự nghiêm túc từ đây cho đến ngày thi. Và đã áp chốt ngày thi rồi tầm 1-2 ngày thì không nên học nữa. Có nghĩa là không nên học là ngày mai thi bữa nay ngồi học là không nên, tức là nắm phải năm trước, rồi sau đó là chúng ta sẽ ngồi ngẫm lại một cái phần nào đó để tạo một cái tâm trạng thoải mái để bước vào kỳ thi cho nó hợp lý. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 diễn ra từ ngày 27 đến 29 tháng 6. Các thí sinh cần giữ cho mình tinh thần thoải mái, tự tin, hãy nỗ lực hết mình và tuân thủ đúng quy chế thi để có được kết quả tốt nhất.